Xin chào các anh chị và các bạn. Do công việc bận rộn nên là lâu rồi mình không có làm video clip mới. Nay mình tranh thủ thời gian để làm tiếp một số các cái chương trình dạy tiếng Hoa cho các anh chị và các bạn. Nay mình xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn một cái chương trình học mới. Chương trình này mang tên 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. mục đích của chương trình này là để cho các bạn có thể nắm thêm được những từ ngữ cũng như là những cách nói thông dụng của người Trung Quốc, người Đài Loan hoặc là những người Hoa sống ở nước ngoài mà họ sử dụng tiếng phổ thông và bên cạnh đó các anh chị và các bạn cũng có thể xem đây như là một cái chương trình luyện nghe tiếng Hoa. À, mọi người có thể vừa làm việc gì đó à, vừa mở nhỏ nhỏ để nghe thì dần dần nó cũng sẽ thấm những cái từ mới và những cái mẫu câu đơn giản cũng xin thông báo thêm với các anh chị và các bạn là hiện nay mình đang hợp tác với một bạn khác để phát triển một cái kênh mới. Nên là video clip này và những cái video clip sau nữa mình sẽ post lên thông qua cái kênh youtube mới đó. Kênh youtube mới đó mang tên là Mi Fan Easy Chinese. các bạn vui lòng vào kênh đó để xem nhé kế hoạch là các video clip sau này á, mình sẽ luôn làm ở hai phiên bản một là hoa việt hai là hoa anh và có thể là hoa anh việt nữa như vậy để tiện thêm cho những bạn nào có nhu cầu trao dồi thêm tiếng anh thì cũng có thể xem tham khảo được cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi nếu mọi người thấy video clip này mà bổ ích thì xin vui lòng like và đăng ký để không bỏ lỡ những cái video clip mới mà mình post lên sau này nhé xin chúc mọi người học thật vui à, xin cảm ơn